Tuy nhiên á, là cái bài 2 nó có nội dung là tế bào và mô thực vật đúng không? Tế bào các chị đã học kỹ về cái cấu trúc tế bào trong cái môn sinh học đại cương rồi, và chúng ta sẽ không nhắc tới cấu trúc tế bào ở đây nữa. Cho nên ở bài 2 này chủ yếu là chúng ta nói về mô thực vật ha. Rồi từ bài số 3 trở đi thì chúng ta học về các cơ quan thực vật như là rễ cây, thân cây, lá cây, hoa, quả, hạt, thì đây là những cơ quan thực vật. Và bài 8 là phân loại thực vật. Bài này là chúng ta sẽ học về đặc điểm 51 họ thực vật. Chúng ta sẽ học về đặc điểm 51 họ nha. Và đây cũng chính là nội dung mà các anh chị sẽ phải làm bài thuyết trình, làm PowerPoint để mà mình thuyết trình ha. Và phần kiểm tra, bài kiểm tra của mình đó các anh chị, thì nó sẽ bao gồm các nội dung là từ bài rễ đến bài hoa đi ha. Nội dung này chúng ta sẽ kiểm tra nha. Cho nên là các anh chị nói đến nội dung kiểm tra, mình sẽ biết chủ đề cái gì để mình học ha. Còn cái phần phân loại này thì chúng ta sẽ thuyết trình, chúng ta sẽ soạn bài thuyết trình. Chúng ta có tổng cộng 51 họ thì cô sẽ chia 51 họ ra cho các nhóm, và các nhóm sẽ thuyết trình về 51 họ này. Còn cấu trúc của đề thi thì cấu trúc của đề thi các chị là từ bài 2 cho tới bài 7 nha. Từ bài 2 cho tới bài 7 thì đề thi là 55% trong đề. 55% trong đề thi là từ bài 2 đến bài số 7 nha. Còn 45% còn lại trong đề thi là phần phân loại thực vật. Cái phần mình thuyết trình đó nó chiếm 45% trong đề thi. Còn cái phần mà cô hướng dẫn trên lớp nó chiếm 55%. Đó. Thì các chị biết cái trọng số này để mình cân đối mình học như thế nào cho phù hợp ha. Nhiều các chị và mình đặt mục tiêu là điểm cao hay đặt mục tiêu để qua môn thì tùy cái mục tiêu của các chị, mà các chị sẽ có cái cách học cho phù hợp. Ví dụ như mình thấy cái phần phân loại thực vật nó khó, mình học không nổi thì mình tập trung mình học vào các phần kia, thì mình cũng có thể là có được 4 điểm để qua môn ha. Còn các chị mà mình thấy cái phần nào dễ thì mình tập trung vào phần đó. Nói chung là cô đưa ra cái trọng số này cho các chị mình cân đối như thế nào cho phù hợp. Rồi mình rõ cái này đúng không? Về bài thuyết trình thì cô cũng sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách làm bài thuyết trình ra như thế nào.